Rồi, hello anh em, mến chào anh em nha. Hỏi anh em chứ làm nghề mà như thế này thì sao mà không vui được anh em, không đam mê được anh em. Một con máy, cái này theo gọi là máy cổ, nhưng mà nó là có một cái điểm yếu của nó là các anh em coi mình quấn dây giật này, hai sợi dây giật này, các mình coi cái dây giật nha anh em, đó hơn một con tay thôi nha, đó hơn một con tay, đây khi mà quấn lên nó được 2/3 thôi nha anh em, đây đó được 2/3 thôi, đây như vậy có phải là đam mê không? Rồi. Găng tay đếm vào được luôn nè. Em làm vậy, cái này nó nhỏ chứ nó to, cái nếu mà cầm tay cái lát này nó nổ nè. Lát cái nó nổ đó. Cái này cái vàng giật này nó hơi nhỏ. Nên mà không có thế cầm. Nhưng mà mình lát được như cái bánh đà nó thì ngon á. Đam mê không? Đèn sáng luôn nha. Đèn sáng luôn. Tuyệt vời. Cái cây còn nhỏ nữa nha anh này, để mình chỉnh nó nhỏ xíu nữa nè. Hơn máy dầu nữa. À, chút này nè, đam mê không? Đây, anh em có ý kiến gì xin bình luận dưới nha.